Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Minh Vương, chàng lãng tử, kiếm khách đã qua đời. 50 năm qua, cái tên Minh Vương đã in đậm trong lòng khán giả bộ điệu. Trong cơn đau nhức hành hạ, anh vẫn ra sân khấu tham gia live show của nghệ sĩ Ngọc Đám. Đây là hình ảnh cuối cùng tuyệt đẹp của anh để lại cho sân khấu cải lương với Lệ Thủy trong trích đoạn xin một lần yêu nhau tại chương trình Những cánh chim không mỏi. Sáng 22 tháng 3, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương đã qua đời tại nhà riêng sau khi gia đình cố hết sức giữ gìn. Những hơi thở sau cùng cho anh trên đường đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy về nhà, gia đình, đồng nghiệp, khán giả ngậm ngùi tiếc thương anh mãi nhớ về một nghệ sĩ hào hoa trong hình tượng những lãng tử kiếm khách lay động con tim khán giả. Trên chiếc xe ca, người nhà vẫn cố sức bóp bóng hỗ trợ nhịp thở cho nghệ sĩ Minh Phụ nhưng việc ấy chẳng tỏ ra có tác dụng gì. Về đến nhà, anh đã hoàn toàn bất động, nghệ sĩ Kiều Tiên òa khóc nhờ nghệ sĩ Lệ Thủy làm mặt cho chồng như một tục lệ. Trong giới nghệ sĩ, giữa lúc ruột gan rối bời, thi hài chồng nằm đó, người nhà, bạn bè xung quanh, nghệ sĩ Kiều Tiên như giật mình, vội vàng chạy đi kiếm cái đầu tóc giả. Chị thổn thức, phải đội vô cho đẹp, ảnh sợ xấu lắm. Ảnh nói mình là nghệ sĩ, lúc nào khán giả cũng nhìn vô mình như tượng trưng cho cái đẹp, với thoa son, phủ phấn cho thi hài nghệ sĩ Minh Phụ, người bạn diễn ăn ý từng được mệnh danh là cặp đôi bão biển trên sân khấu Kim Trung với mình. Nghệ sĩ Lệ Thủy vừa nói như dỗ dành. Rồi nè, đẹp rồi nè, ra đi tươi tắn nghe anh nghệ sĩ Kiều Tiên khóc, kể anh Minh Phụ mất lần này một phần vì ảnh là nghệ sĩ, sợ xấu, sợ phải cưa chân cách đây nửa tháng. Ảnh đau quá, gia đình mới đưa vào Chợ Rẫy, bác sĩ nói phải cưa chân mới giữ được mạng sống nhưng ảnh không cho. Qua giới thiệu, gia đình đưa ảnh qua Bệnh viện Đại học Y Dược để một bác sĩ từ Pháp về chạy chữa theo cạnh khác. Mấy ngày gần đây ảnh đau quá, hôn mê, gia đình lại đưa ảnh vào Chợ Rẫy. Quyết định cưa bớt một khúc chân bị hoại tử vì suy tim, suy thận để giữ mạng sống cho ảnh mà ảnh vẫn không qua khỏi. Ảnh đâu có muốn chết, ảnh vẫn mang tâm nguyện được sống thêm 2 năm nữa để nhìn đứa con trai út lấy vợ mà. Thẫn thờ, nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết cách đây 10 ngày, khi chị vào thăm, nghệ sĩ Minh Phụ vẫn còn rất tỉnh táo, anh vẫn đau đáu chuyện ca diễn, gặp gỡ khán giả. Anh hăng hái bản tính với chị Tết này sẽ diễn nguyên tuồng xin một lần yêu nhau. Anh nói lúc đang trên giường bệnh, tôi sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. Căn bệnh suy thận hiện nay buộc tôi phải 3 ngày trong tuần đến bệnh viện chạy thận nhưng tôi vẫn hết sức lạc quan vì bên tôi vẫn còn đồng nghiệp, khán giả yêu mến mình và thật, đúng là anh đã hát đến hơi thở sau cùng. Đêm 1 tháng 11, trong cơn đau nhức hành hạ, anh vẫn ra sân khấu tham gia live show của nghệ sĩ Ngọc Đám. Đây là hình ảnh cuối cùng tuyệt đẹp của anh để lại cho sân khấu cải lương. Còn năm 2005, khi vừa từ cõi chết trở về sau một lần thay tim, còn khá yếu, anh vẫn sóng đôi cùng các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Lệ Thủy trên sàn diễn tạo nên những khoảnh khắc vừa mong chờ vừa thỏa lòng người xem. Trong lòng khán giả cải lương hàng bao thế hệ, vở tuồng tâm sự loài chim biển đã trở nên vô cùng quen thuộc. Thậm chí nhiều người còn có thể ngân nga một vài câu vọng cổ mô tả ngạo khí ngang tàng của một tay kiếm khách nghèo lang bạt nhưng trọng nghĩa, trọng tình có cái tên áo vũ cơ hàn. Sở dị áo vũ cơ hàn có sức sống như thế là nhờ công không nhỏ của nghệ sĩ Minh Phụ. Anh đã thể hiện nhân vật bằng một giọng ca vừa khí khái, vừa u buồn, vừa tha thiết khiến người nghe rất dễ nhập tâm và dễ cảm. Và dĩ nhiên, trong cái dễ cảm, dễ nhớ của những nhân vật lãng tử kiếm khách không thể thiếu sự hào hoa cùng những mối tình ngang trái. Minh Phụ thường rất thành công trong những vai diễn như thế với một vóc dáng sân khấu sáng đẹp, giọng ca hay trời phú và khả năng diễn được xem là vượt trội so với những nghệ sĩ được xếp hạng là đào, kép ca. Tuổi thơ cậu bé Thiệu trôi qua khốn khó trong gia đình có 10 người con, từ 7 tuổi. Hàng ngày cậu bé đã phải dậy từ 4 giờ sáng để phụ mẹ dọn gánh hàng nhỏ ra chợ bán. Còn nghề chính của Thiệu sau giờ đến trường là bán đậu vọng rang, chuối chiên giúp gia đình. Tuổi thiếu niên, nhờ giọng ca hay,
Thiệu được nhạc sĩ Hương Huyền giới thiệu vào gánh hát Tân Đô và được ông bầu đặt nghệ danh là Tân Tiến. Vai diễn đầu tiên của anh Kép con Tân Tiến lại là vai một nhà sư già trong vở Bến Tang Thương. Kép Tân Tiến đổi tên thành Minh Phụng Kép từ hai cái tên Minh và Phụng của con một người bạn thân. Từ đó, cuộc đời nghệ sĩ Minh Phụng trôi nổi hơn 10 năm qua hàng chục đoàn hát lớn, nhỏ với đủ dạng vai và cả cái nghề nhắc tuồng để kiếm sống. Đời nghệ sĩ của Minh Vương hào quang nhưng cũng lắm trơn chuyên. Trải qua nhiều thăng trầm, bạo bệnh, ông chọn sống bình thản, tích cực ca hát và trả ơn đời bằng cách hiến tạng khi qua đời. Gặp Minh Vương tại nhà riêng của ông trên đường Trần Quốc Toản, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, người nghệ sĩ già ra tận cửa đón tiếp với vẻ ngoài niềm nở. Ông dẫn chúng tôi lên phòng khách nhỏ ở lầu 1. Không gian được bày trí gọn gàng với hàng trăm tấm ảnh của chủ nhân ngôi nhà từ khi còn trẻ đến lúc về già được treo khắp bốn vách tường. Ở giữa căn phòng, Minh Vương treo tấm ảnh lớn ghi lại khoảnh khắc mình nhận danh hiệu từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại nhà hát lớn Hà Nội hồi năm ngoái. Nam nghệ sĩ xem đây là phần thưởng cao quý nhất đời ông, cũng là minh chứng cho nỗ lực, cống hiến của bản thân với nghề nghiệp. Tuy nhiên, để có được phần thưởng này, Minh Vương trải qua không ít gập ghềnh với 3 lần xét duyệt. Dù rằng ông đã từng chủ động nộp đơn xin xét duyệt xong lại bị đánh trượt vì lý do không đủ điều kiện, điều này từng khiến khán giả, các đồng nghiệp bày tỏ bức xúc thay nam nghệ sĩ. Minh Vương bảo, ông có buồn và tiếc khi được cấp danh hiệu muộn. Dẫu vậy, ông tin rằng mọi thứ đều phải có duyên và danh hiệu đã đến với ông kịp lúc. Tôi không mưu cầu giải thưởng để ra oai hay chứng tỏ điều gì. Tất cả chỉ để thấy được tình cảm mọi người dành cho Minh Vương lớn đến nhường nào. Giờ đã nhận được danh hiệu cao quý này nên tôi vẫn thấy rất vinh dự. Ông nói, khi cuộc sống chỉ đếm từng ngày, Minh Vương may mắn được một người thanh niên hiến tặng mình quả thận, đón nhận món quà giúp mình cải tử hoàn sinh. Nam nghệ sĩ xem đó là cơ hội mà trời ban, giúp ông được sống cuộc đời lần hai. Ông ngậm ngùi kể, trên bàn phẫu thuật, các bác sĩ nói, kể từ bây giờ anh là Minh Vương thứ hai. Lúc rời viện về nhà, tôi đùa với vợ hay là tôi đổi tên thành Minh Vương hai. Sự thật, từ khi nhận quả thận hiến tặng, tôi sống một cuộc đời khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.